Phần cuối chương trình hoa nhiều phát triển là thông tin về các chủ trương, chính sách trong công tác phòng chống dịch của tỉnh. Thưa quý vị, trong thời gian qua, Ủy ban dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản khuyến cáo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế đã phát hiện còn một số cơ sở chưa chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch như để người lao động bảo vệ sử dụng chung nhà vệ sinh với lái xe, phụ xe của các đơn vị vận chuyển hàng hóa. Đây đều là những nguồn nguy cơ dễ làm lây nhiễm dịch bệnh rất cao. Từ tình hình trên, Ủy ban dân tỉnh vừa ban hành văn bản 15273 cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh gửi các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng biển, cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cảng biển, cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định, tăng cường công tác phun khử khuẩn thường xuyên liên tục trong quá trình giao nhận hàng từ các lái xe phụ xe bên ngoài vào đơn vị mình. Phải bố trí nhà vệ sinh riêng biệt cho lái xe phụ xe, người lao động của đơn vị không sử dụng chung nhà vệ sinh với các lái xe phụ xe. Trong quá trình làm việc luôn tuân thủ các biện pháp 5K đồng thời phải thường xuyên tổ chức xét nghiệm cho công nhân người lao động kịp thời phát hiện các nguồn lây nhiễm tại doanh nghiệp mình triển khai công văn số 8435 của Bộ Y tế về việc hoàn thiện hệ thống dây truyền lạnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Ủy ban dân tỉnh đã ban hành văn bản giao sở y tế chủ trì, phối hợp với ủy ban dân các huyện, thị xã thành phố, hoàn thiện và chuẩn bị sẵn sàng hệ thống trang thiết bị, dây truyền lạnh tại các tuyến để đảm bảo việc tiếp nhận, bảo quản các loại vaccine phòng COVID-19 với số lượng lớn sau khi được Bộ Y tế phân bổ trong quý tư năm 2021. Song song đó, thì tham mưu tỉnh bố trí đủ kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để đảm bảo triển khai tiêm vaccine trong thời gian sớm nhất. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiếp nhận và triển khai tiêm chủng vaccine ngay sau khi được phân bổ, để nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19 cho các đối tượng. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và công dân số 14093 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhanh chóng tăng độ bao phủ mũi 1 và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, tính đến trưa ngày 14 tháng 10, Bộ Y tế đã phân bổ cho tỉnh hơn 1,43 triệu, trên tổng số hơn 1,56 triệu liều vaccine đến cuối năm 2021, đạt 91,5% kế hoạch. Đến nay, tỉnh phân về cho các đơn vị địa phương hơn 961.000 liều, trong đó đã tiêm đạt 83,6%. Trên địa bàn tỉnh đã có hơn 753.000 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine, trong đó hơn 124.000 người tiêm đủ 2 mũi, hơn 629.000 người được tiêm 1 mũi thực hiện nghị quyết số 68 và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tính đến ngày 7 tháng 10, Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu, Côn Đảo đã triển khai hỗ trợ cho 391 hộ kinh doanh với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Trong thời gian tới, chi cục tiếp tục đung đốc hướng dẫn các hộ kinh doanh còn lại đủ điều kiện nộp giấy đề nghị hỗ trợ, đồng thời phối hợp với Phòng Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội huyện Công Đảo triển khai công tác hỗ trợ cho các hộ kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, homestay theo quy định. Theo quyết định số 23 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, hộ kinh doanh được hỗ trợ 3 triệu đồng một hộ khi phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 đến 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19.